có ăn nuôi cái này luôn được. Con này nó dễ khôn nè, thả nó ra cho nó bay đi mà nó ở lại nó rỉa chuối nó ăn gì nè các bạn. Đây là ngoài cái lồng rồi nha, bay đi rồi nó bay lại đó, đây là ngoài cái lồng luôn rồi, giờ dạng thì luôn rồi các bạn, nè đụng nó luôn nè, đó đụng nó luôn nha. Rồi no rồi, chắc no rồi vậy mới bay đi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phiêu Lưu Đất Bạc của mình nha. Và hôm nay á, cái cá lồng 7 này á các bạn là cá lồng mới luôn nha, chứ không phải là cá lồng cũ mà thường ngày mình 7 nha các bạn. Thì hồi nãy á, mình đặt máy quay nó tới tắt nguồn pin điện thoại luôn các bạn, cho nên á mình cũng không biết như thế nào nữa. Là bây giờ là nó chỉ dính được 4 con nha. Và bây giờ chúng ta sẽ xem những cảnh quay mà con chim chào cháu bay lại cá lồng nha các bạn. Nó đã bay lại và nó rỉa cái chuối của mình như thế này nè các bạn. Quá trời luôn rồi ha, mấy nhầy luôn ha. Khi chim bay lại á thì đứng lên đựng rỉa cho chuối thì nó sập như thế này nha các bạn. Có nhiều con nó đậu ngay đây nè, nó thò cái đầu vô nó rỉa các bạn. cũng vui vui lắm đó, và thành quả dính được 4 con, ế không phải 4 con mà 2 con, tại vì mình có 2 con mồi để trong đây luôn nha.
Đó, đây là cái lồng mới của mình luôn nha các bạn. Đó. Mình tự vuốt tre này mình làm luôn nha các bạn. Những cái cây tre này vuốt nó không có được đẹp cho lắm nha. Đó. Cái bẫy của mình đó nha các bạn. Bẫy mới. Mà thành quả được 4 con nha. Đó. Và mình sẽ để ở đây ngày mai mình sẽ đặt thêm một cái để nữa để quay cận cảnh cho các bạn thấy con chim nó vô như thế nào nha các bạn. Đó. Hello, chào các bạn. Và sáng ngày hôm nay á, mình có đặt thêm một chút xíu nữa các bạn. Thì dính được 2 con nữa nha các bạn. Là nâng tỷ số lên là được 6 con nha. Đó. Các bạn nhìn thấy chúng đẹp không à? Để mình đi lại gần gần cho các bạn xem nha. Đó. Ôi nó nhảy lộn xả sà ngọc hết trơn rồi các bạn ơi. Nó nhảy lộn xả sà ngầu hết rồi. Chúng cũng khá là đẹp nha. Và mình chuẩn bị thả nó nha các bạn. Trước khi thả thì mình cũng nói luôn cho các bạn cái bẫy này là mình mới làm là cái lồng mới nha. Đây. Khi chim vào đây thì nó sập xuống nè các bạn. Đó, nó sập xuống như thế này nè. Đó, nó sập xuống nha. Đó. Rồi nó lại nó ghẻ trái chuối rồi ở đây nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là dỡ cái lồng lên đặng thả chúng đi nha các bạn. Đây mình sẽ dỡ lên nha. Ôi, nó nặng quá. Rồi, bay ra đi. Bay ra nào, một con đó. Bay ra nữa nè. Nó không chịu bay ra luôn các bạn. Bay ra. Đó, một hai ra. Đó, một hai con nữa. Còn lại 3 con nha các bạn. Bay ra.
bay ra nè, bay ra nè, ui ui, nó thêm một con nữa nha, bay ra bay ra bay ra, bay ra nè. Mình dí sát vào trong cho các bạn xem một con chim nè. Ui 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 ui, đó. Đó, đây là bên trong có chiếc lồng nha. Rồi ra đi. Sao hai đứa mày còn thương tiếc gì cái bẫy nữa? Bay ra nè. Nó không chịu ra các bạn. Làm như nó quý mến như cái bẫy á vậy. Ui. Ra nè, ra nè. Bay ra, bay ra, bay ra, mở cửa lồng nó không chịu bay ra luôn các bạn. Không lẽ bắt nữa. Nói vậy thôi chứ mình sẽ thả hết nha. Nó không chịu bay ra. Nó không chịu ra thì mình bắt nó nha. Bắt nó thả ra các bạn ơi. Để em thôi, hồi nó nhảy một hồi nó chết hết. Thò tay vô bắt nha. Đâu rồi? Mày đâu rồi? Ôi, 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 ôi. Bắt ra cho các bạn xem nha. Nó kêu kìa. Mình sẽ cầm cái chân nó nha. Ồ, đẹp chưa, đẹp chưa. Ôi, bụng lòng quá. Rồi, 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 tao thả mày đi nha, tao thả mày đi nha. Cho mọi người chiêm ngắm mày cái nào. Cho mọi người chiêm ngắm mày nha. Nó đẹp quá ha các bạn. Đó, bay đi rồi đó. Còn một con đó. Ra nè, ra nè. Cho mọi người ngắm mấy cái nữa nha. Đây, đó nè. Đẹp không các bạn? Đẹp đúng không? Đó, đẹp chưa? Miệng mồm lông lá tùm lum. Nó mổ kìa, nó mổ nè. Tao thả mày mà. Mình quay 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 cái đầu lại coi thử nó ghĩa chuối không nha các bạn. Coi thử nó ghĩa trái chuối không nha. Đây nè, ghĩa đây. Ghĩa chuối đi. Nó không chịu ghĩa luôn. Thôi thả cho mày bay đi nha. Nè bay đi. Bay đi. Hết up. Rồi mình đã thả hết rồi các bạn ơi. Và đây chính là cái bẫy nha. Đó. Ngày chim này thì chim chao chảo nha các bạn, hay còn gọi là chim hoàng hoạch gì đó. Đó, bẫy của mình nè. Đó, chim đậu vô đây sập xuống dính bẫy thôi. Khá là hay đúng không các bạn? Đây chính là cái bẫy của mình nha. Mình chủ yếu gài mấy con chim này cho vui thôi, với cho nó đừng bắt lại, cũng như là mình nhốt nó một khoảng thời gian nào đó mình sẽ thả ra, vì nó hay ăn chuối nhà mình với những cái trái cây nhà mình trồng đó các bạn. Đặc biệt nhà mình có trồng sa ri á, tụi nó loại là ghĩa sạch xanh xanh luôn mấy trái sa ri nha. Tại vì loài chim này là loài chim ăn trái cây nha các bạn. Cho nên mình chỉ làm cái lồng này bẫy lại để cho nó ở trong đây dừng vài ngày đó, rồi mình sẽ thả ra đi hết, chứ mình không có bắt nó để ăn thịt hoặc là bán buôn gì hết trơn các bạn. Với mục đích của mình á là chỉ làm những clip cho bạn thấy những cái lồng nó hiệu quả như vậy thôi. Đó. Chứ thật chắc không có phải là ăn thịt nó nha. Và video của mình á đến đây sẽ kết thúc. Mọi người cũng đừng quên nhấn vào like và đăng ký, và nhớ gõ cái chuông kế bên nha, để ủng hộ kênh mình nha. Và thôi, bye bye mọi người.